Cậu ơi. Cậu. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba TV. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Cả nhà ơi, hiện tại thì anh em mình đang ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Thì mình lên nhà Dũng Phong á, đi theo gà lang thang để lên tặng quà cho những người đồng bào nghèo khổ cả nhà. Thì mình có đi lên cái tuyến đường này thì gặp một cái bà cụ. Đó, cụ cứ đi chân không á, cụ đi theo đường như này. Đây nè cả nhà. Không biết cụ đi đâu á, mà trên núi rừng mình thấy rất là tội nghiệp luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi theo cụ nha, để mình hỏi thăm cái hoàn cảnh của cụ như thế nào mà sao đi một mình ở trên cái rừng núi bao la như thế này à cả nhà. Cụ ơi. Cụ. Cậu quay nào đâu á? Cậu quay nào ở đâu mà trưa nắng mà quay đi chân không đầu dầu vậy? Hả? Cậu quay. Na tán à. Cụ cho con hỏi thăm chút xíu được không? Không biết tiếng người Kinh đâu. Ý là bà cụ không có hiểu tiếng người Kinh của mình á cả nhà. Ở lại tôi cho Dương Bà Cao. Đồng ý đây, Dương Bà Cao. Dương Hà đây. Đây nè, Dương Bà Cao nha, quay nha. Đây nè. Rồi xuống mà xuống nghỉ nha. Cũng mà Dương nghe đó. Đây, ao quay, nghỉ. Ao vui nè. Ngon nghỉ. Ao quay không chịu nghỉ con à. Mình xin phép cả nhà nha, mình coi thử ao quay mang cái gì nha. Wow. Wow, cơm ao quay lợm gì á. Đây con à. Cụ ngồi xuống cho con hỏi thăm chút xíu được không? Cụ ngồi đây là con hỏi thăm chút xíu được không? Ao quay sợ. Đây nè. Hình như là bà cụ sợ sệt cái gì á cả nhà. Thì mình muốn hỏi thăm để mình giúp đỡ cụ được cái gì thì mình giúp đỡ cả nhà. Bây giờ như vậy. Nhưng mà mình dụ thuốc của ao quay cũng không chịu ở lại, tự ao quay sợ người lạ con. Dạ. Yeah. Thì thôi bây giờ nếu như vậy là mình đi đến rẫy luôn ao quay luôn. Dạ. Thử biết ao quay sống như thế nào và sống một mình hay là có ai không? Mà Dưỡng biết rẫy của bà cụ nào? Không. Không biết hả? Hôm đó giờ là Dưỡng không có biết rẫy của ao quay này. Thì lúc mà mình lên nhà Dưỡng là Dưỡng Phong á, thì Dưỡng đi hái lá cho dê ăn á cả nhà. Thì lên cái tuyến đường này á, thì vô tình gặp bà cụ luôn. Mà cụ như là cụ thấy đông người, cụ sợ sao cả nhà. Tội em con đi. Cụ thì không có hiểu tiếng người Kinh mình á. Không mang dép mà trời nắng như vậy mà đi, giỏi thiệt. Mà đi đâu ơi. Đi đâu lên cái rừng núi này dùm không? Không hiểu nữa, không hiểu là ao quay đi đâu nữa. Nhà cụ ở đâu cụ ơi? Bây giờ Dưỡng xuống hỏi cái người đồng bào dưới đây. Dạ. Mình trở lên để hỏi thăm thứ cụ là người. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Con đi dần lên thử nha. Dạ dạ dạ. Đây cụ ngồi Dưỡng. Cụ có hiểu tiếng người Kinh của con không? Hiểu hả? Không. Nhà cụ ở đâu? Nhà cụ ở đâu mà đi một mình lên cái dốc rất là dài, cái đường này cái dốc rất là cao luôn cả nhà ơi. Ao quay ơi. Ao quay sao mà trời nắng mà ao quay đi rẫy hay đi đâu? Trà bù. À trà bù, đi lên rẫy. Ở của anh à. À, rẫy của ao quay nằm chỗ nào? Đúng phải trong. Bờ gần. Trời ơi. Mang coi nặng không con coi thử ao quay. Đây. Trời ơi. Ao quay mang cái gì mà cơm nguội cơm được không mà nè. Trời ơi cả nhà xem nè cả nhà. Sao được. Đây này đã là ở trời ơi. Nặng chưa? Nè. Có sòi nè cả nhà ơi. Lòng heo mỡ heo gì mà. Ao quay. Ủa sao hôi vậy? Hôi quá. Ao quay ơi. Đâu. Nhìn cụ rất là đáng thương cả nhà ơi. Giờ mình sẽ đi theo cụ luôn nha. Bây giờ con theo cụ thử đi cái cụ đi giờ hướng nào nha. Nếu sợ cụ lẫn á con ạ. Dạ. Nhà cụ ở đâu cậu ơi? Cụ chắc cũng lớn tuổi rồi cả nhà. Nhưng mà nhìn
Nhìn cụ nhỏ xíu xíu mà đi lên cái dốc này cao, rất là cao luôn á. Mình đi mình còn có thấy mỗi chân nữa cả nhà. Mà cụ đi hay. Cụ ơi. Hả? Nhà cụ chỗ nào? Bảo Phương á. Như là cụ không có hiểu tiếng Kinh mình ạ. Giờ mình sẽ đi theo cụ lên coi cái hoàn cảnh của bà cụ như thế nào nha cả nhà nha. Thương quá đi. Con lấy xe chở cụ đi nha. Ừ. Được không? Con lấy bắt cậu vô cho không được. Mình cũng không hiểu luôn cả nhà ơi. Mình cũng không hiểu cụ nói cái tiếng của người của cụ á. Thương quá cả nhà ơi. Đi vậy không biết mệt hả cụ? Có mệt không? À, cậu đi được đoạn là cậu nghỉ, cậu đi được đoạn là cậu nghỉ. Cậu có con cái gì không cậu? Ý là cậu có con không? Có cháu gì không? Mà cậu đi dưới đó lên đây làm gì? Anh em mai muộn dạ. Mẹ đi vào phòng đi. Có Dường Phong anh thì Dường Phong hiểu một chút xíu tiếng, tại Dường Phong ở trên đây lâu quá cả nhà. Dường Phong mới hiểu được cái tiếng của người dân ở đây. Mình thì mình không hiểu. Hoàng mai là phá phù. Dạ. Mẹ tự của mày có được của mày phá cấm tệ đi cho đi. Hả thao, có thao cái lê cơ. Dạ. Nhưng ba con nó đi dạ. Cả nhà ơi, bây giờ mình đi vô trong nhà bà cụ này cả nhà. Thì hai bên này là rừng nè. Đây này vô trong cái hốc núi nha cả nhà nha. Thì hồi nãy mình có gặp một cái cô đi ngoài đường á, thì cô cũng ở cái gần ngay chỗ cái khu này á, thì cô rành, cô là biết tiếng Kinh luôn, nhưng mà mình có nhờ cô để kiểu như là phiên dịch đó cả nhà, để cho nói chuyện với bà cho cô nói lại mình á, để cho mình hiểu á. Nhà cụ cô hỏi giùm cụ, nhà cụ còn đi xa nữa không? À ta chứ mơ. Mơ. Cô mua à ta chứ. À ta không. Không có xa đâu, gần. Gần hả? Ừ. Wow, đi cũng hay đó chứ. Bà già mà bà đi cũng hay đó chứ. Đi chân không cả nhà ơi, mà đi qua bên đá này. Và đi qua một cái suối này cả nhà. Wow. Hồi nó lắm. Sao bà đi giỏi vậy? Nó lắm. Dép đâu sao không mang vô? Chứ phá nè, rồi phá tùi. Đi một đoạn là nghỉ một đoạn vậy đó bà. Con mua tặng bà đôi dép nha. Chịu không? Dép cái thơ chủ. Nó không biết mang. Không biết mang. Lệ. Tại vì bà già cũ á. Đoạn à. Hồi xưa nó không mang dép đâu. Dạ. Yeah. Oa đi chung. Dạ là đi chân không quen rồi. Nào về hả? Bà đó là lúc hồi chiến tranh á. Dạ. Đâu có người mới đâu mà biết mang dép. Dạ. Cả nhà ơi, nhìn rất là thương luôn cả nhà. Thấy con thấy bà dở cái gì á? Đợi xin phép. Hồi nãy dở ra mà thấy vậy mà sao ăn trời. Bà là già quá, lớn tuổi á, bị lãng luôn, lãng trí đúng không cô? Bà đi đi lệ, bà đi ra tổ u mà có đồ. Bà là cô có biết là bà bao nhiêu tuổi không? Chắc cô không biết nha, nhưng mà thì bà là rất xuống chúng ta nói. Đi chân không mà lửa gai nó đạp sao trời? Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ theo bà cụ đi lên trên cái nhà của bà nha. Để coi cái hoàn cảnh của bà như thế nào nha cả nhà nha. Wow, bà leo kìa. Lên một cái dốc nè cả nhà. Mình đi mình cũng thấy cảm thấy mỗi chân nữa không chứ bà cụ cả nhà. Cụ đi rất là giỏi luôn. Trên đây là một cái thung lũng nè. Mệt không bà? Hả? Mệt không bà, mệt không?
Bà là bà có con cái gì không? Là. Dạ. Cả nhà xem bà mệt bà nghĩ nè cả nhà. Thở thấy thương luôn cả nhà ơi. Cô hỏi bà thử là bao nhiêu tuổi không? Cô thử cô bà biết không? Bà cũng yêu không, bà có biết bao nhiêu tuổi đâu. Bà đó là gần mấy chục tuổi chứ. Bà đó là lục hồi chiến tranh mà. Dạ. Bà có cái này nữa đâu. Cả nhà ơi, bây giờ mình đã đến nhà bà rồi cả nhà. Thì lên trên đây thì thấy. Ủa chú là con của bà. Đây con. À con chú là chồng của cô này. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 76. À là tôi là không biết tôi đâu. Năm sinh là biết. Ủa cái nhà đây là nhà mình ở luôn hay là mình còn cái nhà khác nữa ở dưới làng nữa? Nhà ở luôn á hả? Hồi nãy em đi cũng đi ngang dưới đó thấy bà đi có mình là tội ghê á. Ở làng. Dạ. Đi một cái khúc đường gì đó mà đi xa nha. Thấy đi giỏi, đi lên trên đây núi này nữa. Thấy thương ghê. Thì em lên đây em coi cái hoàn cảnh gia đình của anh á. Kêu bằng anh được không? Hay là kêu bằng chú? Dạ. Năm bao nhiêu tuổi? Được, anh được. Dạ. Thôi kêu mình kêu anh đi cho nó trẻ bớt đi. Cái nhà bây giờ mình vô trong cái ngôi nhà của... Cái này là mít nè cả nhà. Cái này là như nấu cho heo ăn cả nhà. Tại mình thấy bên kia là chú có nuôi một con heo. Này là cái gì đây? Mít. Cái này là như nấu chè hay là nấu gì để ăn, luộc để ăn nè cả nhà. Cái ngôi nhà này nhìn rất là nóng cả nhà. Mà nhờ có cái sàn nè, gió nó luồn cái sàn nè. Nhà nó trời mưa chắc giọt quá cả nhà. Nhìn rất là đơn sơ. Trời mưa là giọt chắc luôn, lũng lỗ lung hang hết cả nhà ơi. Nhìn cái hoàn cảnh nó rất là tội luôn cả nhà ơi. Chú ở trên đây chú làm cái nghề gì? Ủa? Ý là mình ở trên đây mình làm cái nghề gì để... Bị chân này. À bị cái chân này hả? Ừ. Trời ơi. Bị lâu chưa chú, bị lâu chưa? Một tuần rồi. Một tuần rồi. Sao thấy nó lỡ lét rồi chạy mũ ghê vậy? Ủa? Có uống thuốc không? Có uống thuốc rồi. Uống thuốc chứ đợi là đỡ nó nhiễm trùng đó. Tôi có uống thuốc lâu đó. Là bị cái gì cắt? Chị chạy có cắt rồi. Mỉ chai hả? Mỉ chai. À. Bị đập tung. À. Ở trong đập, không biết đâu. Trong chị đây, tới đây luôn. À. Đi nhà tạm, tạm nó bằng. Đây, cái thuốc rào. Ý là mình không có tiền uống thuốc hay sao? Không có tiền là mà mua. Dạ. Yeah. Rồi bị cái chân này mình nằm ở nhà luôn. Ờ, nằm đi không được đâu. Thường thường là mình đi làm nghề gì? Đi làm cầu mướn. Làm mướn hả? Để cái chân làm mình đi. Bị chân đi. Không có đi nữa. À. Cô thì ở nhà là phụ cơm nước gia đình hay là cô cũng đi làm thuê cho người ta? Đi làm ở nhà rồi. Dạ. Chú có con cái gì không? Hả? Ý là chú có con cái gì không? Cái gì? Có con không á? Con hả? Dạ. Con trai hả? Dạ. Con trai con gái có mấy đứa? Mấy người? Hai đứa. Hai đứa hả? Hai đứa. Vậy là anh biết cái bên là con chú đó hả? Học lớp mấy rồi? Nó 7. Lớp 7 hả? Lớp 7 là 13 tuổi chứ cả cha. Ừ. Đúng không? Đến nay 13 tuổi. 12 chứ? 12 tuổi. Thì bây giờ qua hỏi thăm bà đi cả nhà. Hồi nãy con thấy bà hút thuốc á. Bà già rồi bà hút ít thôi nha. Bà cao được rồi. Hút nhiều quá là không có tốt cho sức khỏe. Bà nói gì vậy chú? Là thêm hút lắm cơ, bột không được đâu. À. Hồi nãy con thấy bà lụm cái gì mà cái tàn thuốc của
người ta hút xong người ta giục ở cả nhà. Ừ. Rồi bà lụm rồi lại rồi bà mốt á, mốt lại để bỏ trong cái bịch để dành hút ở cả nhà, để quấn giấy hút. Chút xíu nữa con cho tiền bà hút thuốc nha. Hiểu không? Nhìn rất là tội nghiệp, rất là thương cả nhà. Bà mặc cái áo nè. Cả nhà xem nè. Lủng lỗ nè. Bà còn cái áo nào đẹp hơn cái áo này không? Để hôm nào mà có áo đẹp là con đem lên con tặng cho bà nha. Không biết bà có hiểu hay không cả nhà. Đi quay một cái vòng cái ngôi nhà nè. Ở trên đây á, thì dân họ sống đơn giản lắm cả nhà ơi. Cái này á, là họ chế cái máng nước nè. Cắt một cái ống tre để cột vô đây, không bắt cái ống xuống. Nước này là sử dụng uống luôn nha cả nhà nha, vừa nấu ăn vừa uống luôn. Nhìn cái mái tôn thì nó lụp sụp. Nó không có chắc chắn á cả nhà. Cái này là ví dụ mà trời mà có gió là gió nó thổi á, là sụp xịt á, là trời mưa nó cũng giọt rồi bên này bên hông này tạt rồi, tại nó cũ quá cả nhà. Nhìn rất là đơn sơ. Ở dưới đây thì hình như là con của bà có nuôi mấy con gà, với lại một con heo. Ở đây á, mình thấy cái hoàn cảnh của bà cũng rất là khó khăn. Mà khó khăn nhất là chú này cả nhà. Cái chân của chú là tét ra cả một tuần nay rồi, là bị nhiễm trùng á, mủ quá trời luôn nhưng mà không có tiền uống thuốc. Cái công việc của chú hàng ngày á, là chú đan những cái gùi như thế này nè cả nhà. Những cái gùi như thế này để bán nè. Ủa cái gùi này là chú bán một cái là bao nhiêu tiền? 50 ngàn. 50 ngàn một cái. Mà một cái là chú đan bao nhiêu ngày mới xong? Lâu quá, gần một tháng. Gần một tháng mà bán có 50 ngàn thôi. Sao mình không bán giá cao? Cái rừng không hả? Đi về này không ở rừng này. Đi một ngày ra một ngày. Thì đen đi một ngày, thì đen một ngày. Đăng nó không. Lâu quá. Lâu lắm hả? Hơi chừng hơi đại hết. Hơi chừng hơi đại hết luôn. Vậy giờ bữa chú đen chú để lại cho con mấy cái nha. Con đi chặt được rồi. Bị chặt. À cái chân của chú bị tét rồi nên là chú không có đi được cả nhà. Không đi được. Theo chú nói là một tháng mà chú đăng một cái gùi mà bán có 50.000 đồng thôi. Không có đủ đâu. Không có đủ ăn luôn. Còn bà thì bà đi xuống dưới cả nhà lấy nước lấy đồ lên đây, với lại đi lấy lương thực, đi hái những trái xoài lên đây ăn. Còn cô thì cô ở nhà cô làm gì cô? Hả? Cô làm công việc gì? Cô làm tập bậy. Làm rẫy làm tầm bậy hả? Làm rẫy chứ làm tầm bậy gì? Làm rẫy không. Làm bắp rồi con hả? Vậy là làm tầm bậy để kiếm sống vậy đúng không? Còn bé kia bé học lớp 9 hết tiền học ở nhà, không có tiền đi không, học. Không, học lớp 7 con. Anh của con bé đây là học lớp 9 mà không có tiền đi học nữa là nghỉ. Còn con bé đây là học lớp 7. Tại vì cháu nó học trễ 1 năm á, theo như Dượng được biết là nó 13 tuổi nhưng mà nó học mới lớp 7 thôi. Dạ. Học sinh rất là ngon. Nhưng mà vậy là bé vẫn còn cố gắng cho bé đi học. Đều đi đường xa á, bé đi bộ không à. Đi bộ nhà không có xe. Nhưng mà xe con nghĩ xe chạy vô đây được không Dượng? Đó, để ngay chỗ cái bãi của mình á. À. Cái bãi tuốt ở ngoài đường mà từ đây ra đó phải 2-3 cây số, rất là xa cả nhà. Mà mình đi trong núi không á, xe máy mà đi không được chắc xe đạp cũng không có chạy nổi đâu. Chắc nếu như hay bản thân của gà nha, mình chạy xe đây vô đạp vô chắc mình đi bộ mình bỏ xe đạp ngoài đó. Mà bỏ ngoài đó có mất không Dượng nha? Không mà con, ở đây thì họ nói chung là họ đói họ khổ, họ cũng vẫn không vẫn đi xin. Mà đồ của họ không ai lấy được, mà họ cũng không lấy của ai. Nói chung là người đồng bào nó đỡ cái đó, không bao giờ mất mà không bao giờ ai lấy của ai hết. Dượng của gà cả nhà là đi lấy lá cho dê ăn á, thì Dượng cũng tìm hiểu những cái ngôi nhà xung quanh ở đây á, nên là Dượng cũng hiểu về chút á. Chứ gà nói chuyện với họ là nhiều lúc là họ không có biết tiếng của mình á, nhiều khi gà hiểu lầm nhiều câu chuyện á cả nhà. Thì hồi nãy gà cứ tưởng là con bé kia là nó nghỉ học rồi, nhưng mà thực tế ra là anh con bé lại là nghỉ học, không có tiền đi học nên nghỉ. Còn bé đó là vẫn đang học lớp 7 nha cả nhà. Còn chú này là cái chân bị tét. Bây giờ gà xin chích một ít tiền của mạnh thường quân, là tiền, cái số tiền này á, là của chú Lê Cừ ở bên Mỹ. Là hôm bữa là chú có gửi cho gà là $200 á, thì gà đã sử dụng cái số tiền của chú 2 lần là để giúp đỡ cho bà cụ mà cái nhà như cái chuồng gà á cả nhà.
thì gà đã mua quà cho bà hai lần rồi. Tiếp theo thì gà sẽ xây cho bà và làm cho bà một cái ngôi nhà để bà có cái chỗ trú nắng trú mưa cả nhà. Thì gà đã chuẩn bị sắt hết rồi, mình mua hết tất cả mọi thứ rồi. Thì sắp tới tập tiếp theo thì gà sẽ làm cái ngôi nhà và quay cho cả nhà mình xem nha. Thì cái số tiền còn dư lại của chú Lê Cừ á là 1.602.000 đồng. Bây giờ gà sẽ lấy cái số tiền đó để gửi cho chú, cho chú này để chú mua thuốc uống cái chân này cả nhà. Cái chân nó bị tét ra này, mũ nó đóng mũ máu cả nhà. Với lại cho gia đình của chú mua gạo đồ ăn nữa, không có tiền mua gạo ăn, hết gạo, không có gạo ăn nữa nhà, ăn toàn là trái mít trái đồ không à. Bây giờ con gửi cho chú cái số tiền của chú Lê Cừ ở bên Mỹ nha, là 1.000.000. Một triệu 602.000 nha. Thì gà sẽ gửi cho gia đình của chú này là 1.610.000. Đây con gửi cho chú nha. Đây là cái số tiền của chú Lê Cừ ở bên Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình của mình để mình mua gạo ăn nha. Đây con gửi cho chú này. Họ cũng không có hiểu tiếng của mình á, thì gà cũng thay mặt của gia đình của họ để gửi cái lời cảm ơn đến chú. Con xin cảm ơn đến chú rất là nhiều, thì chú đã sau con có đi học giúp đỡ cho những người nghèo khó khăn, con có đáng học đồng bào nghèo á. Còn cái bé chó ở dưới kia á, cái bé chó ở dưới đó là con muốn nhờ chú á, là chú đợi cháu của chú về á, là chú có thể là hỏi cái bé chó lại cho con không, con chỉ đưa cái bé chó đó về nhà và con sẽ hỗ trợ tiền cho cháu của chú. Được không chú? Được không? Tí nữa chú nấu cái cơm gì mà ngon ngon á cho con chó nó ăn giùm con để nó chết. Tại vì nãy con tới con muốn bắt nó nhưng mà bắt không được, nó bỏ nó chạy. Mình cứ đến gần là nó chạy vô trong núi sâu á cả nhà, mình không bắt được. Nếu như mình dí theo nó là nó hoảng, nó chạy mất luôn á, nó lạc đường luôn á. Nên là gà sẽ đợi lần, có thể là ngày mai gà sẽ quay lại mình đem theo lồng luôn á, đồ nghề để mình bắt chú chó nó về nha cả nhà, mình giải cứu chú chó đó. Gà cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chú Lê Cừ bên Mỹ đã giúp đỡ cho những người đồng bào nghèo. Gà cũng biết nói gì hơn nữa, con cũng xin kính chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cuộc sống nha. Và chúc cho tất cả đại gia đình Gà Lang Thang thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay mình đi cái tuyến đường đó gặp cái bà cụ rất là tội nghiệp cả nhà. Thì lên tới đây thì thấy cái hoàn cảnh của gia đình bà cụ thì rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Gà đã hỗ trợ cho dành bà một ít tiền vì chú bị cái chân nữa, để cho chú có tiền mà mua thuốc á cả nhà, với lại có tiền để mua gạo để ăn á. Thì chú, con xin phép về nha. Mai mốt có dịp thì con sẽ mua quà lên để gửi tặng cho gia đình mình nha. Bà ơi con về nha bà nha, anh về nha bé, con về nha con. Thì mình cũng xin phép tạm dừng video tại luôn nha cả nhà nha. Giờ cũng tranh thủ chạy về dưới á, trời mù sắp mưa cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Chúc cảm ơn Mạnh Thường Quân, chú gì gà? Chú Lê Cừ. Thì thay mặt cho gia đình, con cũng xin chúc cho gia đình chú thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều may mắn trong cuộc sống nha chú nha. Bye bye cả nhà mình nha, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye.